Sao? Để xem hai mẹ con ghi gì chúc gia đình mình nào. Chờ Úc chúc sắc chúc đờ ôi đôi gì ăn. Hôm nay là ngày quan trọng của gia đình mình. Con cùng ăn bánh không? Có ạ. Con thích cái nào? Con thích cái bánh trắng này ạ. Em ơi. Dạ, em chào chị ạ. Em cho chị lấy cái bánh này nhá. Dạ vâng ạ, chị có muốn ghi gì trên bánh không ạ? Em ghi giúp chị là mừng chặng đường mới. Dạ được, chị muốn lấy luôn không ạ? Khoảng 5 giờ chiều em ship giúp chị được không? À, dạ được ạ, em mời chị vào trong quầy nhá. Ừ. Đi. Chào chị ạ. Em, chị muốn đặt bánh thì bao lâu có? Bánh em có cốt bánh sẵn nên tầm 30 phút là có chị ạ. Lâu quá vậy. Em mở tủ giùm chị đi. Dạ vâng. Chị muốn lấy cái bánh này. Dạ được ạ. Ôi may quá, hôm nay nhà em vừa có hai cái. Vừa nãy có một chị lấy một cái y chang. Chị lấy luôn chứ ạ? Chị sẽ lấy luôn. Dạ vâng. À, chị muốn ghi một lời chúc lên bánh có được không em? Dạ được ạ. Em mời chị vào quầy nhé. Đây. Nè, lắm rồi, đang đâu vậy? Hả? Sáng nay tôi bố chạy vào nơi hỏi về vụ Bắc Trường xem có giúp được cái gì không. Mới về studio nãy giờ này. Tức lại là đang rảnh đúng không? Rảnh là được rồi, có chuyện này cần ông hỗ trợ nè. Không phải mấy cái vụ ngớ ngẩn của bà ấy chứ. Ngớ ngẩn cái đầu của ông á. Nè, đây là chuyện đại sự, khai trời hành đạo. Được rồi, ở yên ở studio đi, 10 phút nữa tôi qua, nhanh. Em ơi, em giao bánh phải không? Dạ, chị là chị Nhiên đúng không ạ? Đúng rồi, em làm cái gì mà lâu dữ vậy? Mép chút nữa là chị gọi tới cửa hàng rồi đó. Ôi chị ơi, chị thông cảm giúp em với ạ. Tại đường tắc nên là em đi không được nhanh. Để em gửi chị bánh. Không sao đâu, cảm ơn em. Dạ vâng, em chào chị, em xin phép chị em về. Xong chưa? Chờ chút. Làm gì đấy? Che bớt cái sự đẹp trai của ông lại. Mất công người ta tưởng tôi ship đây bao tới nhà đó. Bà nói chuyện kiểu gì ấy? Tự đi mà làm đi này. Nói nhiều quá. Ê, đi. Đâu? Lẹ. Đâu? Đầu hàng đi. Đạp rồi. Thế tạng đã đầu hàng đi. Bánh đến rồi. Vâng. Mẹ gọi gì ạ? Hai bố con, bánh đến rồi. Yeah, bánh đến rồi. Em đặt bánh à? Vâng ạ, tại bé con thích. Với lại hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà gia đình mình được chính thức sum họp. Ừ. Nên em mua để ăn mừng. Bánh đẹp quá. Nào, để xem hai mẹ con ghi gì chúc gia đình mình nào. Chờ Úc chúc sắc chúc đờ ôi đôi dì an gan sờ u phu giờ âm dâm. Ôi, con ơi, con ra ngoài này chơi cầu bánh. Ôi, đã tồn tại ở dạng hai chân thì đừng hành xử như loài bốn cẳng, được cả nồi lẫn dùng xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ mất nhân tính khốn nạn như nhau. Để tao chóng mắt lên coi chúng mày bị nghiệp quật thế nào. À, đừng mắng tiệm bánh nha. Họ không biết gì đâu.
Mỹ định tao làm hết đấy.